cái đầu này là đầu dành cho hát karaoke chuyên nghiệp ở những cái phòng karaoke kinh doanh kiếm tiền, và họ bỏ ra thanh lý vì là không xin phép được giấy phép kinh doanh. Ở bên trong cái đầu này đã tích hợp sẵn một cái ổ cứng 4T là chứa dữ liệu bài hát, và cái đầu này là đầu đời cao, hình ảnh là HDMI có đường tiếng cổng quang, hát online được ở trên YouTube, và bài hát là đã thông qua chọn lọc với chất lượng âm thanh hình ảnh là tốt nhất. Và bên trong cái đầu này thì nó đã có sẵn một cái ổ cứng 4T rồi cho các bác nhé, 4TB. Thì cái ổ cứng này nếu mà các bác đầu tư mua cái ổ cứng mới thì các bác phải đầu tư đó đâu đó khoảng 3 triệu để các bác mua một cái ổ cứng 4T. Nhưng mà bên trong cái đầu này đã có sẵn ổ cứng 4T, và cả một cái thành phẩm, cả cái đầu, cả cái ổ cứng này bên em đang bán với cái giá khung giá là dưới 4.900.000 là các bác đã sở hữu cái đầu đời cao này, hát karaoke chuyên nghiệp. Và với cái tính năng mà chọn bài trên điện thoại di động thì cũng rất là tiện, các bác sẽ sử dụng ngay cái điện thoại di động của các bác để các bác làm cái màn hình chọn bài. Chọn theo ca sĩ là hiện hình ảnh ca sĩ này, chọn theo thể loại thì nó sẽ phân chia thành rất là nhiều thể loại này. Và các bác có thể là vào hát online luôn. Đây, ví dụ các bác vào phần online thì nó có phần YouTube, chọn trực tiếp ở trên điện thoại, cực kỳ là tiện, cực kỳ là thông minh ở trên cái đầu đời cao Okara này. Và cái quan trọng nhất là chúng ta hát online đây là cái chế độ là YouTube, hát trực tiếp ở trên mạng internet. Và lưu ý cho các bác là trên cái hệ thống mà Okara này nó sẽ có một cái công tắc màu xanh như này ở chỗ cái phần nó ghi là karaoke này. Thì khi mà các bác bật cái công tắc màu xanh này là nó sẽ kích hoạt cái chế độ là karaoke chuyên nghiệp, và những cái bài hát tìm kiếm được là những cái bài hát mà chỉ dành riêng cho hát karaoke thôi. Xin chào các bác, đây là một cái video mà test hàng trước khi mà bàn giao cho khách hàng. Thì cái đơn hàng hôm nay thì đó là một khách hàng, thì chú có qua bên cửa hàng bên em và có nhu cầu là lấy một cái đầu karaoke dành cho karaoke chuyên nghiệp. Thì bên em thì có rất là nhiều những cái loại đầu khác nhau. Bên em thì có rất là nhiều những cái model đầu khác nhau của những cái hãng khác nhau. Và hôm nay thì em có giới thiệu cho các bác là trong cái đơn hàng hôm nay thì là cái đầu đến từ thương hiệu là Okara. Và chú khách này thì chú ở nhà chú trước thì kia là chú đã có một cái màn hình cảm ứng của hãng VietKTV. Cái màn này là màn đời đầu của hãng VietKTV và mua từ rất lâu rồi. Và cái đầu của hãng VietKTV từ mua từ đời thời điểm đấy thì nó là cái hàng lỗi thời rồi. Thì đã bỏ cái đầu đi và chú chỉ tận dụng lại cái màn hình cảm ứng mà chú có mang ở bên em. Thì em ở đây em sẽ lắp cái màn hình của hãng VietKTV với cái đầu Okara. Và cái đầu Okara này thì em đã thanh lý ở những cái phòng hát karaoke kinh doanh chuyên nghiệp. Thì do cái vừa rồi thì là một số những cái phòng hát không có cái giấy phép kinh doanh thì họ đã đóng cửa, và những cái đầu vẫn hoạt động bình thường ở phòng karaoke kinh doanh kiếm tiền thì họ đã đưa ra bán thanh lý với rất là giá rất là rẻ. Và khi mà nhập ở phòng hát về thì bên em đã nâng cấp cái đầu này cả về phần cứng và phần mềm, và cái đầu này hiện giờ thì nó chạy tất cả những chức năng đều bình thường và rất là mượt mà. Đầu tiên là nó chạy những dữ liệu bên trong ổ cứng, và thứ hai nữa là có tính năng cao cấp là nó hát được online trực tiếp ở trên mạng internet. Với cái xu hướng của karaoke bây giờ là karaoke hiện đại và hát trực tiếp trên mạng với dữ liệu bài hát nó phong phú. Và cái đầu này thì mặt trước là mặt phay nhôm đến từ thương hiệu Okara, và ở đây thì cái đầu này thì được bộ cục nghệ thuật thị trường Việt Nam thì cung cấp cho cái dữ liệu bài hát ở bên trong là có bản quyền. Và cái đầu này phần phía sau thì nó sẽ có cái đường HDMI là cái đường hình sắc nét nhất thế giới bây giờ, và có đường tiếng cổng quang học là đường truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng, cũng là đường tiếng cao cấp nhất thế bây giờ. Và bên cạnh đó thì nó cũng có đường video thường dành cho những tivi đời cũ, và có đường tiếng trắng đỏ RCA này dành cho những cái thiết bị phổ thông nhất bây giờ. Và giao tiếp với mạng internet thì cái này thì nó có thể là giao tiếp không dây với cái dâu su thu phát wifi, đây là cái dâu không dây, hoặc là các bác có thể là cắm thẳng trực tiếp cái mạng internet vào đây. Và cái đường nguồn điện con này thì là nguồn điện automatic, các bác mà hoạt động ở khắp thế giới được với cái nguồn từ giải rộng từ 90V đến 260V, dòng đời cao của bên Okara. Và nhắc lại là cái đầu này là đầu dành cho hát karaoke chuyên nghiệp ở những cái phòng karaoke kinh doanh kiếm tiền, và họ bỏ ra thanh lý vì là không xin phép được giấy phép kinh doanh. Và với cái đầu này thì khi mà lắp vào cái màn VietKTV, với cái đầu này thì nó sẽ lắp được với rất nhiều những cái màn hình cảm ứng. Khi mà các bác muốn tận dụng hoặc là thay thế màn hình cảm ứng thì rất là đơn giản. Ví dụ ở đây em lắp vào cái màn của hãng VietKTV, và ở đây thì nó lên cái giao diện như này. Thì trên cái giao diện như này thì chúng ta sẽ có một số những cái tính năng. Thứ nhất là chúng ta sẽ chọn bài theo tên bài hát này, chọn bài theo ca sĩ này, chọn bài theo thể loại bài hát mới này,
cho thể loại này, theo ngôn ngữ này. Ngôn ngữ thì có rất là nhiều thứ tiếng để các bác lựa chọn, và có thể là cái quan trọng nhất là chúng ta hát online đây, là cái chế độ là YouTube hát trực tiếp ở trên mạng internet. Và lưu ý cho các bác là trên cái hệ thống mà Okara này, nó sẽ có một cái công tắc màu xanh như này ở chỗ cái phần nó ghi là karaoke này. Thì khi mà các bác bật cái công tắc màu xanh này là nó sẽ kích hoạt cái chế độ là karaoke chuyên nghiệp, và những cái bài hát tìm kiếm được là những cái bài hát mà chỉ dành riêng cho hát karaoke thôi. Đây là cái màn hình cũ của bác khách nhé, ở đây nó hơi bị lỏng cái dây VGA. Cái màn này là bác ấy mua cách đây nó phải không hơn chục năm rồi, thành ra là cái hình ảnh các bác sẽ nhìn nó hơi bị kém một chút, nó hơi bị ngả màu xanh. Nhưng mà thực tế là cái đầu này thì xuất ra khi mà các bác có cái màn hình mới thì nhìn trông nó rất là sắc nét ở đây. Và ở trên cái hệ thống này thì các bác hát online thì các bác thấy là vào đây trực tiếp và các bác bật công tắc màu xanh này, chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ karaoke chuyên nghiệp và nó sẽ tìm ra những cái bài hát dành riêng cho hát karaoke và nó không có quảng cáo các bác nhé. Đấy là cái chế độ mà cao cấp nhất và đòi hỏi trên những cái hệ thống mà karaoke chuyên nghiệp nó phải có là tính năng hát online. Và ở đây thì nó sẽ có cái tính năng nữa là chọn bài trên điện thoại di động. Và với cái tính năng mà chọn bài trên điện thoại di động thì cũng rất là tiện, các bác sẽ sử dụng ngay cái điện thoại di động của các bác để các bác làm cái màn hình chọn bài. Ở đây ví dụ là nhân viên bên em đã sử dụng cái điện thoại di động và kết nối được với cái đầu, các bác sẽ nhìn ở trên hệ thống nó đang chạy cái bài hát ở trên cái đầu đúng không, đây nó đang chạy này. Và bây giờ là em sẽ ấn lấy bài chẳng hạn, đây em lấy bài thì các bác sẽ thấy là nhìn trên hệ thống ở trên TV nó sẽ chuyển qua cái bài hát khác, và nó hát một cái bài hát karaoke là Chuyện Như Chưa Bắt Đầu này. Đấy, và ví dụ chúng ta muốn mà tua bài lấy bài hay là chọn theo ca sĩ, ở đây em sẽ zoom lại này, chọn theo ca sĩ là hiện hình ảnh ca sĩ này, hoặc là chọn theo thể loại thì nó sẽ phân chia thành rất là nhiều thể loại này. Và các bác có thể là vào hát online luôn. Đây ví dụ các bác vào phần online thì nó có phần YouTube, chọn trực tiếp ở trên điện thoại, cực kỳ là tiện, cực kỳ là thông minh ở trên cái đầu đời cao Okara này. Và cái đầu này thì bên em đang bán với khung giá là với cái đầu này các bác lưu ý ở bên trong cái đầu này, cầm cho cậu cái ổ cứng. Ở bên trong cái đầu này đã tích hợp sẵn một cái ổ cứng 4T là chứa dữ liệu bài hát, và cái đầu này là đầu đời cao, hình ảnh là HDMI có đường tiếng cổng quang, hát online được ở trên YouTube và bài hát là đã thông qua chọn lọc với chất lượng âm thanh hình ảnh là tốt nhất. Và bên trong cái đầu này thì nó đã có sẵn một cái ổ cứng 4T rồi cho các bác nhé, 4TB. Thì cái ổ cứng này nếu mà các bác đầu tư mua cái ổ cứng mới thì các bác phải đầu tư đó đâu đó khoảng 3 triệu để các bác mua một cái ổ cứng 4T. Nhưng mà bên trong cái đầu này đã có sẵn ổ cứng 4T và cả một cái thành phẩm, cả cái đầu, cả cái ổ cứng này bên em đang bán với cái giá khung giá là dưới 4.900.000, là các bác đã sở hữu cái đầu đời cao này hát karaoke chuyên nghiệp. Và rất nhiều bác đã đang tận dụng là hát ở trên TV, thì khi mà hát ở trên TV thì rất là bực mình, nhiều khi là mất mạng không hát được, hoặc là quảng cáo đang hát thì quảng cáo. Nhưng mà khi mà chúng ta hát ở trên cái đầu karaoke chuyên nghiệp thì chúng ta không có quảng cáo và chúng ta hát cả kẻ mất mạng thì chúng ta vẫn hát bình thường với cái tính năng là lưu trữ bài hát ở bên trong ổ cứng. Và cái đầu này thì nó sẽ được tải bài hát mới qua mạng các bác nhé, các bác có thể là tải bài hát mới và lưu trữ bên trong ổ cứng, và từ lần sau là các bác chỉ bật máy lên là dùng thôi. Có rất là nhiều tính năng ở trên cái hệ thống này. Đấy thì em giới thiệu sơ qua ở trên cái đầu Okara này, và nó sẽ chọn bài trên điện thoại di động này, trên có điều khiển từ xa, nó sẽ có cả cái điều khiển từ xa, em tặng kèm cho các bác điều khiển mới nhé. Đây là cái điều khiển từ xa, em sẽ tặng kèm cho các bác điều khiển hàng xịn của hãng Okara, phím bấm rất là to và rất là nhạy, điều khiển rất là tốt. Hoặc là các bác có thể là sử dụng song hành giữa điện thoại di động, điều khiển từ xa, màn hình cảm ứng. Hoặc là những cái bác nào không có màn hình cảm ứng thì chúng ta chỉ cần mua cái đầu này không thôi. Giá thành rất là hợp lý, với giá là dưới 4.900.000 thì các bác đã sở hữu cái đầu đời cao này. Và với cái hình ảnh xuất ra TV thì cái hệ thống này nó là hình ảnh là HDMI, thành ra là hình ảnh nó rất là đẹp, rất là sắc nét theo cái chuẩn HDMI. Ở đây em sẽ thử cái giao diện ở trên cái màn hình cảm ứng nhé. Các bác thấy là ví dụ chọn bài hát thì các bác sẽ ấn vào đây và các bác sẽ gõ cái tên bài hát ra. Các bác muốn tìm bài hát nào thì các bác gõ ra. Và bài hát ở trong ổ cứng thì các bác chỉ cần gõ tắt tên bài hát rồi là các bác sẽ tìm kiếm được. Hoặc là các bác có thể tìm theo ca sĩ thì ấn vào phần ca sĩ thì nó hiện ảnh hình ảnh của ca sĩ, là các bác yêu thích ca sĩ nào thì vào hình ảnh của ca sĩ đó. Tiếp đến là các bác có thể là chọn theo bài hát mới. Cái phần bài hát mới là rất là hay ở cái chỗ là các bác khi mà cắm mạng internet vào thì cái đầu này nó sẽ liên hệ với cả cái hãng Okara và cái server của hãng Okara, và nó hiện lên toàn bộ những cái danh sách của hãng Okara, thì trong đó có những cái bài hát mới thì nó sẽ ghi là các bác là tải về, thì các bác chỉ cần ấn cái nút tải thôi là chúng ta sẽ tải cái bài hát về và lưu trữ bên trong ổ cứng. Giao diện thì các bác thấy là sẽ có một số những cái bài hát mới, và khi mà các bác chuyển sang cái bài hát mới thì nó sẽ có cái chữ là tải về, thì những cái bài hát mà chưa có trong ổ cứng thì nó sẽ có cái chữ tải về đây. Các bác sẽ ấn vào phần đây ạ, các bác sẽ nhìn có cái mũi tên tải về đây. Đây các bác thấy là ghi là đồng ý tải, thì các bác sẽ ấn vào phần đồng ý tải này, là có nghĩa là cái bài hát đấy là bài hát mới và sẽ được tải về và lưu trữ bên trong ổ cứng. Và các bác có thể là chọn theo thể loại thì nó phân chia thành rất là nhiều thể loại khác nhau, ví dụ như dân ca, nhạc đỏ, song ca, lót top, song ca, remix rất là nhiều. Đây ví dụ chúng ta có 3 trang, chúng ta lật trang khác. Ở đây có bolero, có nhạc chọn lọc, nhạc thiếu nhi, nhạc liên khúc rất là nhiều luôn các bác nhé. Và nhấn mạnh các bác là cái phần ngôn ngữ này thì nó sẽ rất là nhiều những cái ngôn ngữ phục vụ khách nước ngoài cũng được, dành cho những cái quán karaoke
kinh doanh chuyên nghiệp, và hoặc là cái tính năng này là cái tính năng mà ưu việt nhất, đó là tính năng là hát trực tiếp ở trên mạng, và nó có cái tính năng là tìm kiếm thông minh, là nó chỉ tìm ra những cái bài hát dành riêng cho hát karaoke chuyên nghiệp với cái server riêng, tốc độ truy xuất rất là nhanh và hình ảnh rất là sắc nét và không có quảng cáo. À, thì rất là hay ở trên cái đầu này. Đấy thì em giới thiệu sơ qua. Và em cũng xin ngừng cái video lên. Ở đây thì bác khách này, em nhấn mạnh các bác là bác khách này, bác tận dụng cái màn của hãng Việt KTV. Và cái đầu này thì nó lắp được với rất nhiều những cái màn. Và cái dây cáp này của bác ấy nó đang bị lỏng này. À, bác ấy sử dụng lâu rồi nó bị han, nó bị lỏng. Thì ra là cái màn nó hơi bị chập chờn về màu của bác nhé. Đấy thì là cái màn tận dụng lại. Còn cái đầu này thì với cái chi phí thì rất là hợp lý, dưới 4.900.000 thì các bác đã sở hữu. Và ổ cứng ở bên trong là ổ cứng 4T. Riêng cái ổ cứng này các bác đã có thể là tận dụng được máy vi tính hoặc là những cái camera. Cái ổ cứng này các bác mua thì nó phải đầu tầm khoảng 3 triệu cái ổ cứng này rồi. Đấy thì cả cái thành phẩm này chúng ta chỉ có 4.900.000, rất là hợp lý. Chúng ta hát karaoke trôi chảy từ đầu đến cuối và rất là chuyên nghiệp trên cái hệ thống này. Và các bác thì cái màn hình của chú khách thì nó bị hỏng cái dây VGA đây, em đã thay chú cái dây VGA thì các bác sẽ nhìn cái màn hình này nó sẽ sắc nét hơn rất là nhiều, hình ảnh nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều các bác nhé. Nó bị hỏng cái dây VGA thôi, với là cái dây truyền tín hiệu hình ảnh ấy. Thì thay cái dây thì nhìn trông nó rất là đẹp luôn. Và bên em là bên lương âm thanh, số điện thoại của bên em là 0988646683. Các bác sẽ liên hệ trực tiếp với bên em. Và bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke với rất nhiều những cái chủng loại hàng, model hàng khác nhau. Đây là những cái dòng cục đẩy công suất 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh. Phía đằng xa kia là những hệ thống mà vang cơ, vang số, mic không dây, thiết bị quản lý nguồn. Đây là những cái hệ thống mà đầu màn chọn bài và những cái dòng mà loa full, loa súp rồi bàn mixer, rất là nhiều hàng để phục vụ các bác. Các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683. Xin chào các bác.